Ở giai đoạn đầu thì Seiko sản xuất đồng hồ chủ yếu phục vụ cho quân đội Mỹ khi mà họ đóng quân tại Nhật Bản. Chính vì thế các phiên bản đồng hồ Seiko Nam Cổ có chất lượng cực kỳ tốt để sử dụng trong môi trường khắc nghiệt. Và tất nhiên việc sưu tầm các mẫu đồng hồ Seiko Nam Automatic cổ tại Việt Nam rất khó khăn, gần như chỉ những hộ gia đình truyền thống của Nhật mới còn giữ lại các phiên bản lâu đời như vậy. Vì là sản phẩm sinh ra trong thời bao cấp nên đồng hồ cổ của Seiko lại càng có giá trị về mặt lịch sử. Ngày nay thì Seiko vẫn tiếp tục duy trì dòng Seiko Nam với nhiều cải tiến về cả mẫu mã, bộ máy cho tới giá bán. Đơn cử là hàng loạt các phiên bản giới hạn liên kết với văn hóa của Nhật Bản, nhưng về tính thời gian, sưu tầm rõ ràng không thể sánh bằng các mẫu đồng hồ cổ trước đây. Và vị trí thứ hai là đồng hồ Longchenpo. Các thương hiệu đồng hồ cổ có lịch sử lâu đời thường được xem là những nhân chứng lịch sử. Và Longchenpo cũng là một trong số đó khi mà hãng được thành lập từ năm 1832 tại San Remo, Thụy Sĩ. Ngay cả khi cho đến năm 1866 họ mới cho ra mắt mẫu đồng hồ đầu tiên, nhưng mà điều đó không làm giảm giá trị của đồng hồ Longchenpo. Các phiên bản đồng hồ cổ của Longchenpo từ thời kỳ thế kỷ 19 đã được trang bị những bộ máy cơ chronograph tiên tiến, điều mà nhiều hãng khác chưa làm được vào thời điểm đó. Bộ máy với số hiệu là 20H được trực tiếp thuận lành nghề Alfred Longchenpo chế tạo. Về sau thì hãng dần nâng cấp và cải thiện thông qua các phiên bản và lấn sân sang các thị trường lớn ở châu Âu. Và điều mà Longchenpo vẫn chưa thay đổi trong suốt chặng đường 200 năm qua là logo đồng hồ cáp với đôi cánh luôn trường tồn theo thời gian. Với các phiên bản thông thường thì bạn có thể chỉ cần bỏ ra từ vài chục đến trên 100 triệu đồng để sở hữu, nhưng mà các mẫu đồng hồ cổ, đặc biệt là dòng thâm niên trên 100 năm hoặc là các mẫu đạt được giải thưởng lớn thì đều có những mức giá cao mà chỉ đại gia mới có thể với tới mà thôi. Tiếp theo là đồng hồ Omega cổ. Thành lập vào năm 1848 do một anh chàng 23 tuổi, ít ai biết rằng thương hiệu đồng hồ Omega lại trở nên nổi tiếng đến toàn thế giới như ngày hôm nay. Thậm chí khi nhắc tới những hãng đồng hồ Thụy Sĩ danh tiếng nhất thì không ai chưa từng nghe đến thương hiệu này. Mặc dù được điều hành bởi những người trẻ tuổi nhưng mà hướng đi của Omega lại vô cùng đúng đắn. Các phiên bản đồng hồ cổ của Omega đầu tiên được lựa chọn bởi không quân Hoàng gia Anh và lực quân của Mỹ. Hãng còn có hàng loạt các bộ sưu tập đình đám lấy về nhiều giải thưởng và phá vỡ những kỷ lục về độ chính xác. Sự lớn mạnh của hãng kéo theo giá trị ngày càng tăng cao của các phiên bản lâu năm từ Omega. Đơn cử có thể kể đến bộ sưu tập đồng hồ cổ Omega Smartster với khả năng chống nước cực tốt cho đến tận ngày nay. Trung bình thì bạn cần phải chi số tiền từ 1.000 đến hơn 4.000 USD cho các mẫu đồng hồ Omega cổ. Thậm chí với các phiên bản siêu hiếm, mạ vàng hay là giới hạn sẽ được bày bán đấu giá với các mức giá kỷ lục. Hiện tại thì nhiều phiên bản Omega cũ vẫn rất mới về ngoại hình và giá bán lại phù hợp cho những ai muốn sưu tầm tại Việt Nam. Thuộc tập đoàn hàng đầu Thụy Sĩ nhưng mà điều này lại không ảnh hưởng nhiều đến phong cách cũng như là hướng đi riêng của thương hiệu. Giống như nhiều tên tuổi lớn khác thì Hamilton cũng vinh dự là hãng hàng không Mỹ lựa chọn trong thời kỳ chiến tranh. Các phiên bản đồng hồ cổ Hamilton Thụy Sĩ tuy không có độ tuổi đến hàng trăm năm nhưng lại rất có giá trị về mặt thiết kế này, tính năng. Trong đó hãng có những lúc đi táo bạo khi mà có các mẫu đồng hồ điện tử sản xuất tại thị trường Nhật Bản. Bên cạnh đó thì Hamilton cũng thâu tóm những thương hiệu có tiềm năng để củng cố vị trí của mình. Tại đây thì hãng cũng sở hữu nhà máy công nghệ do Brand nghiên cứu và phát triển. Vậy nên ngoài mang ý nghĩa sưu tầm thì đồng hồ cổ của Hamilton còn được tận dụng để sử dụng rất là cao. Sao là một sự thiếu sót rất là lớn nếu trong danh sách đồng hồ cổ Nhật Bản lại thiếu vắng những cái tên Arion. Tất nhiên về giá trị thương hiệu hay là mức độ phủ sóng thì đồng hồ Arion khó sánh bằng, nhưng mà chất lượng hay độ hiếm thương hiệu này lại chẳng ngán bất kỳ một đối thủ nào. Trong đó Arion thì luôn được biết tới là một thương hiệu đi đầu trong thiết kế này, cũng như những cải tiến và nâng cấp rõ rệt bên trong bộ máy. Thậm chí rất nhiều trong đó trở thành trend của thời nay như là đồng hồ siêu mỏng về bezel lặn và tích hợp các tính năng vạn niên. Một số bộ sưu tập được xem là huyền thoại của Arion trước những năm 1980 có thể kể tới như Arion Starhand Winding, Arion Royal Range Speed 100 này, Finish, cùng với nhiều phiên bản giá hấp dẫn khác dành cho những người mới bắt đầu tập chơi đồng hồ cổ. Dù có lợi thế rất lớn về giá bán nhưng mà thực tế ngay cả khi một số tiền để mua đồng hồ cổ chỉ vài triệu cũng rất là khó để có thể tìm người bán. Với giá trị truyền thống thì người Nhật Bản thường có thói quen lưu truyền và để lại cho con cháu những sản phẩm mà có giá trị thay vì bán cho người ngoài. Tiếp tục là một đại thủ khác đến từ Thụy Sĩ, thương hiệu đồng hồ Tissot thành lập từ những năm 1853, được xem là một cái tên chưa bao giờ hạ nhiệt trên thị trường đồng hồ thế giới. Thương hiệu này từng bán đến 1.200 mẫu đầu tiên chỉ trong năm đầu tiên, một con số ấn tượng với hãng còn non trẻ. Dù các sản phẩm đầu tiên của hãng chỉ được tinh chỉnh lại từ các bộ phận thu lại từ các khu vực xung quanh, nhưng mà Tissot cũng đã nhanh chóng sản xuất chế tác đồng hồ. Hãng còn vinh dự nhận được nhiều giải thưởng lớn trong giai đoạn thế kỷ 18 và 19. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử cùng với danh tiếng ngày càng được khẳng định, thì Tissot được săn đón ở mọi mặt trận đồng hồ cổ. Các phiên bản càng lâu đời với niên đại hơn 100 năm thường xuyên xuất hiện trong các buổi đấu giá. Đây cũng là hãng rất là trung thành với phong cách cổ điển, ngay cả những phiên bản mới cũng được Tissot lấy cảm hứng từ những thứ đã cũ. Tất nhiên là trong đó có sự nâng cấp đáng kể từ bộ máy biến Tissot trở thành một thương hiệu đáng mua nhất hiện nay.
Vị trí thứ 7, đồng hồ Citizen cổ. Trên thực tế mà nói, thật khó cho rằng các mẫu đồng hồ cổ Citizen cổ đúng nghĩa đen vì thương hiệu này dù thành lập từ năm 1918, nhưng mãi đến năm 1930 mới trình làng sản phẩm đầu tiên. Tuy nhiên, với sự vươn lên mạnh mẽ, danh tiếng của hãng ngày càng nổi tiếng. Thế mạnh của Citizen là họ tự tay làm tất cả, từ khâu thiết kế này, chế tạo cho đến sản xuất. Vậy nên, khi Citizen được nhiều người biết đến cũng là lúc mà các mẫu đồng hồ Citizen Automatic cổ của hãng được săn đón và tìm kiếm. Và vì mới chỉ được thành lập trong thế kỷ 20 nên không quá khó để người dùng thông thường hay là giới sưu tầm tìm ra các phiên bản đồng hồ cổ của Citizen. Đây cũng có lẽ là thương hiệu hiếm hoi vẫn còn các mẫu cũ còn giá trị sử dụng cho tới ngày nay. Giống như các thương hiệu đồng hồ Nhật Bản khác thì sự khác biệt luôn là một yếu tố khiến cho người dùng cảm thấy thích thú. Những phiên bản đồng hồ cổ của Citizen có một ưu điểm rất là lớn về điều này, và việc bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng sau vài chỉnh sửa nhỏ càng khiến tính thực tiễn của Citizen cao thay vì chỉ để trưng bày. Một trong những cái tên nổi bật của làng đồng hồ Thụy Sĩ trong khoảng vài chục năm trở lại đây chính là Rado. Ngay cả khi không thuộc top đại thụ thì các mẫu đồng hồ Rado cổ xưa vẫn là một mặt hàng được không ít tay chơi săn đón. Tại sao lại như vậy nhỉ? Ra đời vào năm 1917, Rado thời điểm đó đã tích lũy trong mình hàng loạt những kinh nghiệm từ những tiền bối đi trước. Dù vậy, khó khăn để tạo nên sự khác biệt cũng là một thử thách dành cho thương hiệu này. Nhưng mà tất cả đều được giải quyết khi mà hãng cho ra mắt những phiên bản đầu tiên vào năm 1950 tại Thụy Sĩ. Rất nhanh sau 7 năm thì hãng cũng hoàn thành bộ sưu tập đầu tiên trong dịp kỷ niệm 40 năm thành lập. Gần như mọi phiên bản đồng hồ cổ đeo tay của Rado thì đều được làm thủ công với tính tỉ mỉ và chất lượng cao. Vậy nên trên thực tế, nếu như bạn vô tình thấy ai đó đang đeo một mẫu đồng hồ cổ của Rado thì sẽ không dễ nhận ra giá trị thật vì thiết kế bắt kịp xu hướng hiện nay. Theo đó thì giá trị của đồng hồ cổ gắn mác Rado cũng không hề rẻ, nhưng lại ở mức vừa phải cho những giới nhà giàu sưu tầm. Khi mà nhắc tới các thương hiệu đồng hồ cao cấp, xa xỉ hay là đắt đỏ nhất thế giới thì hiếm có danh sách nào lại vắng mặt Rolex. Thậm chí nhiều người nhắc đến Rolex, thứ họ nghĩ đến đầu tiên là mức giá từ hàng trăm ngàn cho tới triệu đô mới có thể sở hữu. Cùng với danh tiếng lên như diều gặp gió của mình thì không khó để các phiên bản đồng hồ cổ xưa của Rolex được săn đón bởi giới siêu giàu. Với các mẫu thông thường bạn có thể mua qua tay này, nhưng mà riêng những dòng thuộc bộ sưu tập lớn thì bạn thậm chí là phải đấu giá mới có được. Tuy nhiên khi mà tham gia thì giá trị của đồng hồ cổ Thụy Sĩ có gắn tên Rolex sẽ gần như là không có giới hạn, và dù chỉ mới thành lập vào năm 1905 nhưng cái cách xây dựng thương hiệu của Rolex cũng phải khiến cho nhiều hãng đồng hồ danh tiếng phải thán phục. Ngay tại thời điểm hiện tại thì Rolex cũng sở hữu các mẫu đồng hồ đắt tiền thuộc top của thế giới. Do đó các dòng sản phẩm càng cũ được sản xuất từ trước đó trở nên có giá trị hơn bao giờ hết. Không một danh sách đồng hồ cổ hay xa xỉ nào có thể thiếu được cái tên Patek Philippe. Vốn được tạo nên từ những năm 1845, thương hiệu này có đủ tiềm năng và kinh nghiệm cho các mẫu đồng hồ đắt tiền chất lượng cao. Với khởi điểm được tạo nên chỉ bởi hai người, Patek Philippe rất là có tiềm năng để vươn lên thành thương hiệu đồng hồ nổi tiếng nhất thế giới. Đó cũng là lý do vì sao mà hãng nhanh chóng bị thâu tóm vào năm 1932 và phát lên như diều gặp gió trong những năm tiếp theo. Thành công không chỉ đến từ nỗ lực đổi mới không ngừng nghỉ mà còn nằm ở sự chỉnh chu trong từng phiên bản đồng hồ. Ngay trong những khoảng thời gian đầu thì Patek Philippe đã mang tới những dòng sản phẩm khác biệt như là đồng hồ đầu tiên có lịch vạn niên này, bộ sưu tập đồng hồ Tourmaline xa xỉ và các phiên bản giới hạn. Tất nhiên giá trị để bạn có thể sở hữu đồng hồ Patek Philippe là không hề rẻ, ngay cả các phiên bản mới. Với đồng hồ cổ của hãng lại càng đắt tiền với nhiều phiên bản có thể cả 1 triệu đô.